Có khá nhiều câu hỏi mình nhận được về việc làm cách nào để sử dụng USB trên các thiết bị All-in-One System hoặc là CDJ, thì hôm nay mình sẽ giải đáp cái thắc mắc này cho các bạn. Và việc đầu tiên, trước khi các bạn import và export playlist của mình thì chúng ta cần phải kiểm tra định dạng của chiếc USB của mình. Và để cho các thiết bị của Pioneer nhận USB thì các bạn phải đảm bảo USB của mình đang ở định dạng FAT 32, như trên đây mình đang sử dụng mát thì sẽ là MS. Và các bạn sẽ erase nó. Và vậy là xong. Còn với các bạn sử dụng Windows thì các bạn có thể lên và download phần mềm FAT 32. Tiếp theo chúng ta sẽ import playlist, thì đầu tiên các bạn cần mở nơi chứa các file nhạc của mình lên. Tiếp theo chúng ta sẽ nắm kéo và thả vào. Và như thế là chúng ta đã xong được bước import. Và tiếp theo chúng ta sẽ đợi Rockbox analyze những bài nhạc này. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuột phải vào, chọn export playlist, để bấm vào đường dẫn đó là chiếc USB của mình. Thì ở đây thì Rockbox sẽ báo là các thiết bị sẽ được hỗ trợ sử dụng. Và như thế là chúng ta đã hoàn thành xong bước export. Như các bạn thấy, folder này đã đâu vào USB. Và chỉ với 3 thao tác đơn giản, các bạn đã có thể dễ dàng sử dụng USB của mình và chơi trên các thiết bị All-in-One System hoặc là CDJ. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập kế tiếp.